Xin được chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với kênh Học Liệu Tiểu Học. Kính thưa quý thầy cô cùng tất cả các bạn, với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như phục vụ nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia khai thác dịch vụ trên nền tảng công nghệ số. Vừa qua, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng ứng dụng E-Đồng Tháp. Ứng dụng E-Đồng Tháp là kênh giao tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Thông qua kênh này thì cơ quan quản lý nhà nước có thể nắm bắt và phản hồi thông tin đối với những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, hoặc có thể thông tin cảnh báo một số vấn đề cấp thiết đến người dân như là tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lụt v.v. Góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong video hôm nay mình xin được chia sẻ cùng quý thầy cô và các bạn cách cài đặt cũng như khai thác sử dụng ứng dụng E-Đồng Tháp. Nào bây giờ xin mời quý thầy cô cùng các bạn chúng ta chú ý theo dõi nhé. Để cài đặt ứng dụng này thì trước tiên quý thầy cô cùng các bạn chúng ta mở điện thoại lên, sau đó thầy cô và các bạn chúng ta vào CH Play nếu chúng ta sử dụng hệ điều hành Android, còn nếu sử dụng hệ điều hành iOS thì chúng ta vào App Store. Bây giờ ở đây mình sử dụng hệ điều hành Android nên mình vào CH Play và chúng ta gõ vào tìm kiếm với tên là E-Đồng Tháp. Ở đây nó có luôn nè thầy cô. Sau đó chúng ta click chọn tên ứng dụng là E-Đồng Tháp do Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp. Thầy cô click vào đây. Chúng ta click chọn cài đặt. Ứng dụng này khoảng 35 MB và chúng ta chờ ứng dụng cài đặt. Như vậy là ứng dụng đã cài đặt xong. Thì chúng ta click vào mở. Ở đây chúng ta có thể đăng nhập là khách cũng được. Tuy nhiên khi mà chúng ta click vào đăng nhập là khách thì nó sẽ hạn chế một số cái tiện ích. Nên tốt nhất là mọi người chúng ta hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản mới bằng cách là chúng ta click vào đăng ký tài khoản mới. Rồi chúng ta nhập tài khoản mới. Thì thầy cô cứ đặt tên tài khoản của mình, ví dụ họ và tên của mình cũng được. Chúng ta nhập mật khẩu thì chúng ta lưu ý đặt mật khẩu phải hơn 8 ký tự, trong đó gồm có ký tự viết hoa, ký tự thường và ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt là những cái ký tự như là dấu thăng hoặc là A cộng v.v. Thì ở đây mình sẽ đặt mật khẩu. Rồi số điện thoại thì mình nhập số điện thoại của mình vào. Tiếp theo là chúng ta nhập email. Xong rồi thì chúng ta bấm tiếp tục. Nó hỏi là lưu địa chỉ email và mật mã vào tự động điền bằng Samsung Pass hay không. Thì mình tùy theo mọi người ha. Ta bấm lưu hoặc là không cảm ơn cũng được. Ta bấm không cảm ơn đi. Thì ở đây mình chờ ứng dụng nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP để chúng ta nhập vào. Nếu mà mình chưa thấy mã OTP thì chúng ta bấm gửi lại mã OTP. Lúc này nó có một tin nhắn nó gửi về. Đây cái mã 997997183. Chúng ta click vào tiếp tục. Như vậy là chúng ta đã cài đặt và đăng ký thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái dịch vụ được cung cấp qua cái ứng dụng này. Trước tiên là chính quyền. Một chính quyền là cung cấp thông tin hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nếu chúng ta click vào đây thì nó sẽ liên kết đến cái trang cổng thông tin Đồng Tháp để mình xem một số thông tin liên quan đến hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Rồi cái mục tiếp theo là phản ánh
phản ánh hỗ trợ cho người dân có thể phản ánh hiện trường hoặc là cần hỗ trợ sử dụng dịch vụ công thì chúng ta click vào đây. Đó, để phản ánh cái nội dung nào thì chúng ta click vào dấu cộng nè. Rồi chúng ta nhập tiêu đề, mô tả, chọn lĩnh vực. Rồi chúng ta có thể đính kèm là văn bản hoặc là chúng ta quay video hoặc là hình ảnh để chúng ta kèm theo. Xong rồi chúng ta bấm gửi. Mục tiếp theo là thông tin cảnh báo. Thông tin cảnh báo là thường là sử dụng cho các cái đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nội dung cần thông tin đến người dân cũng như doanh nghiệp, như là thông báo lịch cấp điện nè, rồi lịch cấp nước nè, thông tin phòng chống dịch Covid-19 vân vân. Mục tiếp theo là tra cứu hồ sơ. Thì mục tra cứu hồ sơ này là có thể nhập trực tiếp mã số hồ sơ hoặc là chúng ta quét mã QR thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là thông tin xử lý hồ sơ nếu mà mình đã nộp hồ sơ rồi. Và cái mục tiếp theo là góp ý. Góp ý thì chúng ta có thể góp, thì mục này thì chúng ta có thể góp ý đối với chính quyền địa phương. Tiếp theo nữa là cái mục ghi chú. Ghi chú thì mình có thể giống như cái lịch ấy. Cái lịch mình có thể ghi chú, nhập cái nội dung ghi chú ở đây để chúng ta nhớ, ví dụ lịch họp gì đó chẳng hạn. Rồi có một dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp thì ở đây chúng ta có thể tra cứu hồ sơ. Thì ngoài ra muốn thay đổi thông tin cũng như mật khẩu thì chúng ta click vào hình bánh răng cưa. Đây, chúng ta click vào đây. Muốn thay đổi thông tin cá nhân thì chúng ta click vào thông tin cá nhân. Như là email, số điện thoại, chứng minh nhân dân, đơn vị, phòng ban, ngày sinh, địa chỉ. Nếu muốn thay đổi thì chúng ta click vào chỉnh sửa. Chúng ta thay đổi. Rồi xong rồi thì chúng ta bấm vào cập nhật. Còn muốn thay đổi mật khẩu thì chúng ta click vào thay đổi mật khẩu. Rồi sau đó chúng ta nhập mật khẩu cũ. Nhập mật khẩu mới, rồi chúng ta nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để xác nhận. Cuối cùng là chúng ta click chọn thay đổi mật khẩu. Thì đó là một số cái dịch vụ được tích hợp trên cái ứng dụng Đồng Tháp. Thì quý thầy cô cũng như mọi người chúng ta hãy cài đặt và khai thác sử dụng ứng dụng này, vì đây là ứng dụng rất hữu ích. Người dân có thể sử dụng các cái tiện ích để tra cứu thông tin hồ sơ hay là thủ tục hành chính. Cuối cùng xin chúc quý thầy cô cùng mọi người chúng ta sẽ cài đặt và sử dụng thành công. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.